cống hiến vô điều kiện. Từ giờ trở đi, ai ở gần tôi phải cống hiến vô điều kiện, được chứ? Bằng không, thật sự là quý vị càng giúp thì tôi càng bận rộn. Nếu muốn giúp sư phụ, quý vị phải suy nghĩ kỹ, xem tâm mình có ganh tị hoặc đố kỵ hay không. Quý vị cãi cọ tranh luận với nhau hoặc với tôi chỉ để tìm lý lẽ biện hộ. Nếu quý vị không làm việc đàng hoàng thì chỉ cần xin lỗi là đủ rồi. Chỉ nói, xin lỗi, con sẽ sửa sai. Và rồi phải tự sửa ngay lập tức, không cần phải nói quá nhiều hoặc diễn quá nhiều lý lẽ, hiểu không? Thay vì vậy, quý vị lại cãi với tôi hoặc tranh luận với nhau. Vì điều này trong tâm quý vị. Nếu quý vị ở với tôi, nhưng ít khi được gặp tôi, hoặc được tôi sờ đầu hay nghe tôi nói những lời dịu ngọt, thì trong tâm quý vị cảm thấy như mình hết thời. Quý vị cảm thấy mình không có đủ và cứ muốn có được tất cả những thứ khi ở với tôi. Khi không thể có được vì tôi rất bận rộn thì quý vị dở chứng. Quý vị cố tình làm điều này, điều nọ để tôi đến gặp quý vị. Đừng. Ở nhà cũng vậy, hiểu không? Càng muốn người khác để ý tới mình thì càng làm người khác thấy bực mình. Ở nhà, để tôi nói cho nghe. Nếu quý vị có một ông chồng hay một bà vợ ở nhà thì đừng có xử sự như vậy nhé. Đừng có suốt ngày hành động chỉ vì mình. Quý vị làm việc này việc nọ chỉ để được điều này điều kia. Chúng ta là người tu hành phải hành động vô điều kiện. Nếu người ta thương mình thì tốt, không thương cũng tốt. Sớm muộn gì cũng chết. Người ta có thương mình hay không thì cũng không quan trọng. Quý vị có thể mang người đó theo lên thiên đàng được không? Chỉ khi nào quý vị tu hành giỏi thì mới có thể mang người đó. Nếu quý vị không tu hành giỏi, chẳng bao lâu một trong hai người sẽ lên thiên đàng, còn người kia đi địa ngục. Hai người cách nhau xa lắm, cho nên ở thế giới này, dù quý vị đòi ông ta thương mình mãnh liệt tới cỡ nào đi nữa, cũng vô ích, biết không? Quý vị chỉ lãng phí thời giờ quý báu thay vì lo tu hành cho cả hai. Càng làm phiền ông chồng, ông ta càng tìm cách chạy xa. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi. Rồi họ đổ thừa tôi, nói tại giáo lý của tôi mà ông chồng họ bỏ đi. Điều đó không đúng. Nếu giáo lý của tôi thật sự làm ông chồng quý vị bỏ đi, thì tôi phải có thêm nhiều đồng tu nam chứ. Hiểu ý tôi không? Nhưng không có. Tôi yêu cầu quý vị chăm sóc gia đình mình, chăm sóc họ chu đáo, thậm chí còn hơn trước nữa. Ở sở làm, quý vị phải siêng năng hơn, chu đáo hơn trước. Tôi không dạy quý vị bỏ bê người nào hết, hiểu không? Nhưng nếu lúc nào quý vị cũng ổng a, ổng ẹo, làm phiền người khác và đòi hỏi người ta chú ý mình, thì không ai thích như vậy hết. Có thể lúc đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài, người ta sẽ chán quý vị, đúng không? Đừng nói chi sư phụ. Ngay cả thức ăn ngon, nếu ăn quá nhiều, mình cũng chán, phải vậy không? Làm sao mình có thể ép người khác phải nuốt những món dở đó suốt ngày? Tương tự, loại tánh tình như thế cũng giống như ép người khác ăn thức ăn dở vậy đó. Hiểu không? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 23 tháng 9 năm 2017. Sự khác biệt giữa khai ngộ và trí thức. Truyền thống của các tỳ kheo họ luôn phải nên đi khất thực tại những nhà khác nhau. Thành ra A Nan gặp vấn đề bởi vì ngài phải đi đến một nhà khác ngày hôm đó. Và ngài không thể tránh đến nhà của một người nghệ nhân đó. Đi qua nhà của người nghệ nhân đó và bị chợp. Nhưng đó là định mệnh của họ. Để cô gái đó, cô gái nghệ nhân cũng có thể trở thành A-la-hán vì tình thương của cô dành cho A-nan. Cô đi theo ông và thay vì chợp ông thì Đức Phật chợp được cô ấy và không bao giờ thả cô ra. Rồi cô ấy trở thành tỳ kheo ni và trở thành A-la-hán, thậm chí
còn trước A Nan. Ồ, xấu hổ giùm ông. Nhưng không phải vì A Nan có lẽ đẳng cấp quá thấp, hoặc quá chậm, hoặc quá tệ hay gì hết, đến nỗi ông khai ngộ quá chậm chạp, mà chỉ là định mệnh của ông như vậy, lời nguyện của ông như vậy. Ông phải phụng sự Đức Phật cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi ông mới có thể trở thành toàn tri, toàn giác. Bởi vì nếu ông quá khai ngộ trước đó, thì năng lực, trí thức của ông sẽ giảm đi. Khai ngộ là đẳng cấp tâm thức cao hơn. Trí thức chỉ là yếu tố thông thường của tâm thức, của não bộ, để quý vị có thể học hỏi mọi điều trên thế gian. Nó không giúp quý vị đạt khai ngộ, nhưng nó cũng có thể. Nếu quý vị dùng trí thức để hiểu giáo lý của Minh Sư, thì quý vị sẽ không có hoài nghi. Quý vị sẽ tinh tấn hơn trong việc tu hành và cũng đạt khai ngộ dễ hơn. Và điều đó cũng có thể như vậy. Nhưng chỉ có tri thức thôi thì sẽ không cho quý vị sự khai ngộ. Cho dù quý vị có tích lũy được bao nhiêu kiến thức thế gian cũng không giúp gì cho quý vị, mà chỉ nhét đầy não bộ của mình hơn và làm cho quý vị hoang mang nhiều hơn, có lẽ kiêu ngạo nhiều hơn và vô minh nhiều hơn trong các vấn đề tâm linh. Ý ta nói trong lĩnh vực tâm linh. Đôi lúc, quý vị càng phát triển trí thức càng khó đạt khai ngộ. Bởi vì quý vị chứa đầy thông tin tranh luận bên trong. Quý vị nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ mà quý vị tích lũy và rồi không có cơ hội hoặc thời gian hay không gian để nghĩ về cảnh giới cao hơn. Có rõ hay không? Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Formosa. Mỗi người chọn tốc độ tiến hóa riêng. Dạng vật tiến hóa theo kế hoạch của Thượng Đế và quý vị đang giúp với điều đó. Không sao, hoàn mỹ cả. Nếu chúng ta tiến hóa nhanh hơn vậy, con người không chịu nổi. Chúng ta đang làm tốt, đừng lo lắng. Và mọi người đều đang tiến hóa phù hợp với trình độ hiểu biết của họ về Thượng Đế. Một số người đi nhanh hơn, một số người đi chậm hơn. Và như vậy là tự nhiên. Cho nên chỉ việc tập trung vào tốc độ của mình và vui hưởng thế giới. Mọi việc xảy ra đúng thời điểm. Khi chúng ta tu tập nhận biết Thượng Đế, khi câu thông được với lực lượng dạng năng thật bên trong, chúng ta biết rằng mọi việc sẽ không sao, biết rằng mọi việc xảy ra theo thời gian. Và những gì nên xảy ra, sẽ xảy ra. Và ân điển nào chúng ta sẽ có, thì sẽ có. Nên chúng ta thấy rất dễ chịu, rất được bảo vệ, rất bình tĩnh, thậm chí rất hạnh phúc. Bởi vì trong những lúc phấn đấu và thử thách đó, lực lượng Thượng Đế rất mạnh. Bởi vì Thượng Đế biết chúng ta cần lực đó nhất vào lúc đó, nhiều hơn lúc bình thường. Cho nên, khi thành tâm cầu nguyện vào lúc đó, chúng ta được gấp đôi, gấp ba, nhiều ân điển hơn. Do đó mà khi cầu nguyện cho người thiếu thốn, tuyệt vọng hay người bất hạnh vào lúc đó với tất cả lòng thành, chúng ta cũng được lợi ích của sự gia trì. Vì vậy, chúng ta cảm thấy phúc lạc và bình tĩnh và không buồn khổ, lo lắng. Đó là bí quyết. Chúng ta cũng phải giúp thiên đàng. Người Eskimo họ sống trong, tôi quên họ gọi cái đó là gì? Động băng, nhà tuyết. Phải, nhà tuyết. Họ chặt băng đá thành khối, những khối vuông vức và rồi họ dựng lên với nhau tạo thành cái nhà tuyết. Thật ngạc nhiên là mình sống bên trong được ấm hơn bên ngoài. Sống trong động băng, nhưng nó ấm hơn bên ngoài. Và bên trong họ thậm chí nhóm lửa mà nó không làm tan băng. Có một số nơi trên thế giới quý vị không biết đâu. Không biết mình may mắn như thế nào khi sống ở Đài Loan, Formosa, hoặc Trung Quốc, Âu Lạc, Việt Nam, Đại Hàn. Ngày nay lại còn may mắn hơn. Ngày nay người nghèo nào cũng may mắn hơn vua thời xưa. Nghèo bình thường, không quá nghèo nhưng nghèo thường thôi, thì may mắn hơn, thoải mái hơn vua thời xưa. Bởi vì quý vị có thể đi xe buýt, hoặc có xe hơi cũ, qua năm đời chủ hoặc xe gì đó, và có thể có cửa sổ bằng kính.
Trước kia cửa sổ hoàng cung hoặc cửa chính đều được trát bằng loại giấy mờ. Ngày nay người Nhật vẫn còn làm cửa từ vật liệu đó. Vua không thấy bên ngoài, không thấy gì hết. Và nếu vua phải đi đâu đó tôi không biết. Tùy vào nơi vua sẽ đi, sẽ mất có lẽ nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng trên cổ xe ngựa. Thứ mà đi kêu lọc cà lọc cọc và đau lông tọa trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng liên tục. Thậm chí lông tọa cũng vẫn phải đau, bởi vì ngồi xe ngựa là như vậy. Cho dù vua có ngựa tốt nhất vẫn vậy. Và có nệm dày hơn này nọ, nhưng thân thể, xương của ông, lông thể, lông tọa và lông cốt cũng vẫn lắc lư với nhau khi ngựa phi nước đại. Cho nên, ngày nay chúng ta thật sự thoải mái. Chúng ta phải cảm ơn tất cả các vị minh sư đã mang phúc lành đến địa cầu. Cảm ơn tất cả sự hy sinh của các vị minh sư, những bậc tu hành quá khứ và hiện tại. Nhờ đó, các thiên đàng cùng với các thánh nhân và những người thiện lành mới hình thành nên bầu từ trường phước lành cho chúng ta vui hưởng. Thiên đàng có thể ban phước, nhưng con người chúng ta cũng phải làm gì đó tùy theo hoàn cảnh, công việc, sứ mệnh của mình. Đừng cứ ỷ lại vào thiên đàng. Chúng ta cũng phải giúp thiên đàng ban phước cho thế giới, rồi chúng ta cũng sẽ được lợi ích. Bởi vì chúng ta sống ở đây, nếu bầu không khí, từ trường xung quanh chúng ta tốt, thì chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu. Để ban phước cho thế giới, chúng ta phải làm việc với thiên đàng bằng phương tiện vật chất của mình, bằng cách thiền định, làm việc thiện, bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và cũng bằng cách cảm ơn Thượng Đế và cầu nguyện điều tốt nhất cho tất cả chúng sinh trên địa cầu này và thiền định. Đức tin là mẹ của tất cả công đức. Nghiên cứu các kinh điển khác như những điều chúng ta trình chiếu trên tiết mục lời thánh khải rất tốt cho quý vị, để quý vị biết cái gì đúng, cái gì sai, để quý vị biết rằng mình theo chánh đạo. Cho một số quý vị vẫn còn đang ở đẳng cấp tâm thức thấp hơn, củng cố thêm đức tin của mình và tu hành tinh tấn hơn. Đối với những người có trí huệ trực giác hay trí huệ bẩm sinh, hay từ trí huệ trong tiền kiếp, hay đẳng cấp cao khi tu hành pháp môn Quán Âm, thì họ biết. Họ thậm chí không phải xem bất kỳ kinh điển hay nghe bất kỳ lời giảng nào. Họ sẽ hiểu hết. Họ sẽ giữ vững đức tin của họ mãi mãi. Và đức tin là mình nói theo đức tin trong tôn giáo. Họ nói đức tin là mẹ của tất cả công đức. Chúa Giêsu cũng nói, phúc cho những ai không thấy mà tin. Đó là như vậy. Cho nên những người ngay cả không có bằng chứng mà vẫn tin là họ có công đức. Hiểu không? Trích từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các chương trình trên đài truyền hình Vô Thượng Sư.